Ok, Go con to my channel. Nay tiếp tục chơi game Subway Surfer ấy. Mình mới mở được Pyramid Maya Special Super. Cùng chơi nào. Ok, let's go. Tiện thể nắm luôn nhiệm vụ Dainty High Score. Nhân vật mới triển luôn. Ok, 500 này. Ok, 44k rồi, gần đẹp được. Ây, what? Vuốt rồi mà không được kìa. Cái tàu bay rồi. Ngại là 500. Lấy luôn. Coi Mr. Rewood. Này, mình hay score Rewood. Ok, chạy 100k nữa. Nhiệm vụ Daily là phải chạy 750.000 đấy. Ôi ôi. À. Đây rồi. Tàu bay. Ê. X2 điểm. Sai. Vượt chưa quý vị. Quấy. Gần hoảng luôn. Ê, chiều quá kìa. Xoay. May mà nhanh tay. Làm châm nữa này.
nhân 2 điểm nữa. Ấy. Ấn rồi lại không được. Cay nhỉ. Ok. Sai. Ây da. May mà mình nhiều chỗ quá. Chậm luôn. Tiền nhiều để làm gì? Không tiêu đi nó mốc ấy. Ok. Chạy cho xong cái nhiệm vụ 750.000 mà. Xong cái này khi nào mình mở được con mình sẽ mở Zake Special. Gần đủ cái huy chương rồi, gần đủ cái tấm tím tím rồi. Năm trăm này. Tí thì tèo. Ok, làm xong nhiệm vụ đây đi rồi. Giờ mình sẽ không dùng chìa khóa nữa. Để xem được bao nhiêu điểm nha. Wow.
Nhận nhiều item phết à? Đừng có đùa với ninja rùa, đừng có đùa. Vậy úi xồi. Xong nhiệm vụ cái thì mát không đai luôn. Triệu điểm rồi. Ấy vẫn muộn lắm, vẫn muộn lắm. Wow, vừa ngó lên điểm cái tí chết. Sai. Bốn mươi cái cầu vồng này ai, từ lúc xong cái nhiệm vụ đây đi ai cũng chết luôn.
Ôi. Ok. Quá trâu rồi. Sai. Ấy, ấn rồi mà không được kìa. Ok, để xem có những gì nha. Ok, 1.500.000 điểm.